Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, tranh chấp chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là quần đảo Trường Sa giữa các nước trong khối ASEAN lẫn Trung Quốc với ASEAN, khiến cho quần đảo Trường Sa chưa có nước nào tuyên bố chủ quyền hoàn toàn, trong khi các nước trong khối ASEAN đang tìm cách để chống lại Trung Quốc vì yêu sách phi lý về đoạn lượn bò 9 đoạn, vì nội bộ ASEAN vẫn thi thoảng xảy ra lục đục. Malaysia là một trong những nước tuyên bố chủ quyền đảo nhỏ thuộc Trường Sa. Chính vì vậy, giữa Việt Nam và Malaysia vẫn đang có nhiều điểm chồng lấn về chủ quyền biển đảo. Mới đây còn có thông tin đưa ra rằng cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu Malaysia đòi thả ngư dân. Vậy chi tiết của đụng độ này như thế nào? Hãy cùng Tin Mới điểm chi tiết về vụ việc này nhé! Nhiều trang báo chính thống của nhà nước Malaysia đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia LMEA tuyên bố đã ngăn chặn và trục xuất 3 tàu công vụ Việt Nam, bao gồm một tàu cảnh sát biển và 2 tàu kiểm ngư xâm phạm trong vùng biển mà Malaysia cho là của nước này. Vụ việc được báo chí Malaysia chỉ ra rằng tàu tuần tra KM Jemia mang số hiệu 2950 của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 3 tàu cá của ngư dân Việt Nam mang số hiệu KG94785TS, KG94275TS và KG93630TS của ngư dân Kiên Giang đã có hành vi xâm phạm sang vùng biển nước này để đánh bắt thủy sản tại khu vực Kuala Tengeru. Bán kính khoảng 119 đến 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Khi phát hiện thấy tàu tuần tra của cơ quan giám sát hàng hải Malaysia, những tàu cá Việt Nam đã bỏ chạy, buộc tàu KM Jemia 2950 phải truy đuổi. Khi đã cập mạn tàu cá Việt Nam, ngay lập tức các binh sĩ của Malaysia đã leo lên dùng súng để khống chế những người trên thuyền. Ngay sau đó, 3 tàu thực thi pháp luật Việt Nam bao gồm một tàu cảnh sát biển CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN214 và KN268 đã xâm nhập vùng biển của Malaysia để ngăn KM Jemia của nước này bắt giữ 3 tàu cá bị tình nghi xâm nhập và ăn cắp tài nguyên biển. Theo MMEA, 3 tàu công vụ này đã lao vào uy hiếp và ra sức ngăn cản lực lượng Malaysia bắt giữ và yêu cầu thả 3 tàu cá Việt Nam. Theo như đoạn video mà truyền thông Malaysia đưa lên, thì 3 tàu công vụ của Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế hơn so với KM Jemia nước họ. Theo ghi nhận từ video này, thì khi KM Jemia chỉ dài 20m với lượng dạn nước khoảng 100 tấn, trong khi đó 2 tàu Việt Nam CSB 4034 và 2 tàu kiểm ngư KN214 đều cỡ 400 tấn. KN268 cỡ 770 tấn với chiều cao gấp từ 2 đến 4 lần so với tàu công vụ KM Jemia của Malaysia. Ngoài ra, các tàu của Việt Nam còn có pháo nòng đôi 23 ly, súng máy hạng nặng 14 ly 5, trong khi KM Jemia chỉ là 12 ly 7. Chỉ riêng việc số lượng tàu hơn đã là một áp đảo. Trong sự vụ này, Việt Nam ta còn chiếm cả ưu thế về cả số lượng và chất lượng. Sau khi tiếp cận dựa vào ưu thế to lớn, tàu công vụ Việt Nam KN214 đã nhanh chóng áp sát tàu KM Jemia của Malaysia, tạo điều kiện để tàu cá thoát ra. Trong khi đó, hai tàu còn lại KN268 và CSB 4034 thì liên tục bám đuổi theo tàu tuần tra Malaysia ở khoảng cách gần. Thế nhưng do binh sĩ Malaysia đã lên thuyền cá của ta và dùng súng để chống chế từ trước, thế nên tàu cá Việt Nam không thể thoát đi được mà vẫn buộc phải di chuyển theo yêu cầu của phía họ. Trong lúc giao tranh giữa hai bên đã có 4 ngư dân nhảy xuống biển, sau đó được tàu của ta cứu vớt và đưa về đồn biên phòng Tam Giang để bàn giao và thực hiện cách ly phòng dịch theo quy định. Dù lực lượng công vụ Việt Nam đã sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn, hòng đòi được hoàn toàn tất cả số lượng ngư dân, nhưng bên phía Malaysia quyết không trả người. Theo báo chí Malaysia, khu vực mà họ phát hiện và thực hiện bắt tàu cá Việt Nam nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, thế nên việc họ thực hiện bắt giữ như vậy là hoàn toàn không có gì sai. Thấy sự áp đảo từ phía đối phương, cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia MMEA đã điều động thêm một tàu tuần tra khác là KM Amana cỡ 200 tấn đang hoạt động cách khu vực này khoảng 35 hải lý tới để nhanh chóng hỗ trợ và ứng cứu. Sau quá trình truy đuổi đi quá sâu vào vùng biển nước họ, 3 tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ta buộc phải rút lui, quay trở về vùng biển của ta. Các ngư dân Việt Nam vẫn bị phía Malaysia bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, Malaysia tuyên bố quá trình quần thả hai bên các tàu công vụ Việt Nam đã đâm hỏng 2 tàu cá, chỉ còn một chiếc là chạy tốt. Sau đó, KM Jemia đã phải kéo 2 tàu cá này cùng những ngư dân bị bắt về cảng.
và phải mất tới 15 giờ để thực hiện điều đó. Với vận tốc di chuyển chỉ 3 hải lý trên giờ, tất cả các thuyền, thủy thủ đoàn và những người bị bắt đã được đưa vào cầu tàu hàng hải bang Kuala Terengganu để điều tra thêm. Malaysia đã bắt giữ 19 người Việt Nam có độ tuổi từ 21 đến 61, thu giữ khoảng 1,5 tấn hải sản, 4.500 lít dầu diesel và nhiều thiết bị đánh cá, tất cả ước tính khoảng 2,5 tỷ. Đó là tất cả những thông tin được trích dẫn từ truyền thông Malaysia. Còn theo thông tin từ báo chí của ta, khi đang hoạt động trên vùng biển giáp danh thì ngư dân ta bị tàu công vụ Malaysia bắt giữ rồi kéo về hướng vùng biển của họ. Do hoảng sợ nên 4 thuyền viên đã nhảy xuống biển để trốn rồi được kiểm ngư cảnh sát biển cứu vớt. Khi nhìn nhận hai luồng thông tin khác nhau hoàn toàn như vậy từ truyền thông hai phía, chúng ta có thể nhìn nhận theo hai hướng tin mới xin phép được phân tích như sau. Hướng thứ nhất này, chúng ta có thể phần nào xác định có nhiều khả năng ngư dân Việt Nam đã bị chơi xấu. Tại sao gọi là chơi xấu? Rất có thể Malaysia đã sang vùng biển của chúng ta, kéo thuyền về địa phận lãnh hải của họ, rồi vu khống cho ngư dân đánh bắt cá trái phép trên vùng biển chủ quyền của họ. Bởi lẽ bờ biển của Việt Nam trải dài trên 3.260 km từ Bắc tới Nam, có vùng biển đối diện với nhiều quốc gia, giữa Việt Nam và một số quốc gia hình thành những chồng lấn về lãnh hải. Vùng đặc quyền kinh tế với nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia hay Indonesia. Tranh chấp ở vùng chồng lấn trên biển, đơn cử như giữa Việt Nam với Malaysia chưa phân định một cách rõ ràng, dẫn đến việc nhiều ngư dân đi đánh bắt cá ở các vùng mà họ vẫn đinh ninh là của nước mình, nhưng khi thực hiện đánh bắt thì lại bị nước bạn bắt. Đó chính là kẽ hở để đối phương khai thác để chơi xấu. Trước đó, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMIA cũng đã bắt 4 tàu cá và ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt trái phép. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị đối xử nhân đạo với các ngư dân, đồng thời xác minh các thông tin liên quan và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán cũng đề nghị phía Malaysia cung cấp các tài liệu bằng chứng liên quan đến tàu cá nói trên để có cơ sở chuyển cho các cơ quan chức năng trong nước điều tra, xử lý nếu có vi phạm. Với việc ông Đoàn Khắc Việt đề nghị Malaysia cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến 3 tàu cá họ bắt giữ, không loại trừ khả năng chúng ta cũng đã bị chơi xấu nên tới ngày hôm qua, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư mới có động thái cứng rắn đến như vậy. Không thể tự nhiên tàu công vụ của ta lại có thể xông sang vùng đặc quyền kinh tế của nước khác rồi có những hành động quyết liệt đến như vậy được phải không ạ? Mà cho dù ngư dân ta có hành động sai, vi phạm luật pháp đi chăng nữa thì họ cũng là người dân đất nước Việt Nam và phải xử theo đúng pháp luật Việt Nam. Tiếp tục, nếu nhìn nhận theo hướng thứ hai thì sao ạ? Cũng không thể không kể đến trường hợp ngư dân của chúng ta sai, cố tình vi phạm vùng biển nước khác để đánh bắt cá. Bởi lẽ Việt Nam chúng ta cũng có nhiều lần bị nhắc nhở về vấn đề vi phạm này. Một minh chứng cho thấy điều này đó là Việt Nam bị rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản từ tháng 10 năm 2017 vì nạn đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài. Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, vấn đề tàu cá Việt Nam đã vi phạm ở vùng biển các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines tuy đã phần nào được giảm bớt nhưng cũng chưa thể bỏ được án phạt thẻ vàng của châu Âu. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2021, số lượng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát bắt giữ đã lên tới số 47. Một trong số những nguyên nhân được ngư dân đưa ra đó là cạn kiệt nguồn cá gần bờ. Theo Tổng cục Thủy sản, tàu đánh cá của nhiều ngư dân các địa phương ven biển thời gian gần đây thường xuyên phải nằm bờ do nguồn lợi hải sản để bị khai thác quá mức. Các chuyến đi biển của ngư dân thua lỗ nặng do lượng cá quá ít để khai thác. Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, bất cứ tỉnh nào cũng phát hiện những vụ việc vi phạm về đánh bắt hải sản, sử dụng ngư cụ cấm hay là đánh bắt sai vùng biển. Theo các cơ quan chức năng, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt do công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi này trên vùng biển của các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn. Do lực lượng khai thác ven bờ thì phát triển quá nhanh, nhiều trường hợp ngư dân còn bất chấp quy định không tiến hành đăng ký, đăng kiểm, sử dụng phương tiện khai thác theo tính hủy diệt mà không quan tâm đến lợi ích chung của cả cộng đồng. Theo EJF, Quỹ Công lý Môi trường, Việt Nam là một trong những đội tàu đánh cá phát triển nhanh nhất thế giới với kích thước tàu cá tăng hơn 160% từ năm 1990 đến năm 2018, bùng nổ quá nhanh về số lượng tàu cá này đã dẫn đến việc đánh bắt quá mức, cạn kiệt nhanh chóng về số lượng cá. Chính vì thế, EJF, Quỹ Công lý Môi trường công bố báo cáo và đưa ra nhận định tình trạng đánh bắt cá trái phép của Việt Nam vẫn không thuyên giảm. EJF cho rằng điều này có thể dẫn đến nguy cơ Việt Nam có thể bị phạt thẻ đỏ, tức là sẽ cấm hoàn toàn xuất khẩu thủy sản sang các nước châu Âu, EU.
Thiết nghĩ chính phủ Việt Nam cần có những hỗ trợ thiết thực hơn cho người dân để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó cũng cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm. Bởi lẽ, với những vi phạm này đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là tạo tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế, gây mất hình tượng quốc gia. Thế nhưng qua sự việc vừa rồi, chúng ta vẫn cảm thấy thật tự hào khi cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đã không quản khó khăn đi vào vùng biển nước ngoài nhằm bảo vệ ngư dân trong mọi trường hợp, đồng hành làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân phải không ạ? Các bạn khán giả thân yêu nghĩ sao về hành động này? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết bằng cách bình luận ngay dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.